Tiêu điểm báo chí sẽ tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay. Thưa quý vị, báo Thanh Niên đưa tin, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Úc, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Như vậy là chỉ trong vòng 6 tháng, kể từ tháng 9 năm 2023 đến nay, Việt Nam đã có thêm 3 đối tác chiến lược toàn diện là Mỹ, Nhật và Úc. Điều đó cho thấy Việt Nam đang ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ở mức độ chưa từng có. Theo báo Thanh Niên, trong khi thế giới đang đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nước lớn, dẫn đến nhiều cọ sát lợi ích mà nhiều bên lo ngại rơi vào tình thế phải chọn phe. Chính vì thế, giữa một bối cảnh như vậy, Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thậm chí đạt nhiều đột phá, càng chứng minh không chỉ vì thế mà còn là bản lĩnh của đất nước trên trường quốc tế. Báo Thanh Niên cho biết, hiện Việt Nam đã ký kết đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các nước lớn. Thuận lợi luôn đi kèm với thách thức, song thách thức mà chúng ta phải vượt qua là có những bước đi, hành động thiết thực hơn nữa để những đột phá trên thực sự tạo ra những thành tựu phát triển đất nước. Khi đó, chúng ta không chỉ ngày càng tăng cường vị thế, phát triển mạnh mẽ mà sự phát triển cũng như vị thế đều càng trở nên bền vững hơn. Đó sẽ là một hành trình dài và cần nhiều nỗ lực. Theo quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải, một tuyến đường cao tốc phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu mới được phép thông xe, đó là phần đường chính tuyến đã hoàn thiện, có đầy đủ hạng mục an toàn giao thông như hàng rào, hộ lan, biển báo, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc. Tuy nhiên, nó không bao gồm các hạng mục khác như đường gom dân sinh, nút giao liên thông, hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ. Cũng vì vậy mà rất nhiều đường cao tốc đã thông xe mà vẫn thiếu những hạng mục này. Liên quan đến vấn đề này, báo Dân Trí cho rằng việc thông xe một tuyến cao tốc mà chưa có trạm dừng nghỉ cho thấy cơ quan quản lý giao thông coi công trình này như hạng mục thứ yếu thay vì thiết yếu. Các nghiên cứu đã chỉ ra quãng nghỉ ngắn sẽ giúp giảm mệt mỏi cho tài xế xe đường dài, đồng thời giảm tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Phản ánh hàng loạt vụ tai nạn và phiền toái phát sinh tại các tuyến cao tốc mới thông xe, báo Dân Trí bày tỏ quan điểm. Bộ Giao thông Vận tải có hai việc nên làm là đảm bảo Cục Đường bộ và các đơn vị quản lý tạm cao tốc nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quản lý vận hành tuyến đường theo đúng tinh thần, bù lại các khiếm khuyết về hạ tầng. Và thứ hai là có giải pháp đầu tư đồng bộ, không để tái diễn tình trạng thiếu trạm dừng nghỉ, thiếu hạng mục phụ trợ ở những cao tốc sẽ thông xe trong thời gian tới. Thưa quý vị, năm nay Việt Nam sẽ thảo luận về mốc thời gian phê chuẩn Công ước C-102 của Tổ chức Lao động Quốc tế về tiêu chuẩn an sinh xã hội tối thiểu. Đây là nội dung vừa được báo VN Express đề cập. Nếu phê chuẩn Công ước C-102 sẽ biến Việt Nam thành quốc gia ASEAN đầu tiên phê chuẩn hiệp ước quốc tế quan trọng nhất về an sinh xã hội trên thế giới. Theo báo VN Express, việc Quốc hội dự kiến ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vào tháng 5 và luật việc làm sẽ được sửa đổi trong năm 2024, cùng với việc thảo luận về mốc thời gian phê chuẩn Công ước C-102 đều là những thay đổi tích cực trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục được dự báo là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong những năm tới. Tuy nhiên, con đường này không tránh khỏi những thách thức, không chỉ có nghĩa là tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và địa phương, mà còn phải tăng số lượng người lao động và doanh nghiệp đóng góp và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bởi vì đó chính là cốt lõi của nền an sinh, toàn xã hội cùng nhau đóng góp, tập hợp nguồn lực và tài chính để giúp đỡ những người cần sự hỗ trợ nhất. Báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh khạc nhổ bừa bãi, phun trúng vào mặt người đi đường, nằm dài trên ghế ngồi ở nhà ga sân bay, nói chuyện ồn ào trên xe khách, trong bệnh viện, dành chỗ ở ATM. Những chuyện bất lịch sự này đã làm xấu không gian công cộng. Trên báo Tuổi Trẻ, một số ý kiến cho rằng khách quan nhìn nhận cách ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là với những người trẻ, đã tốt hơn trước rất nhiều, song vẫn còn không ít người có những hành vi thiếu chuẩn mực. Theo báo Tuổi Trẻ, ứng xử nơi công cộng không đơn giản chỉ là hành vi của một cá nhân. Nếu người đó là nhân viên của một công ty, cơ quan, thì người ta sẽ dựa vào để đánh giá cả một tập thể. Người nước ngoài có thể nhìn vào ứng xử nơi công cộng, nghĩ tốt hoặc xấu về người Việt Nam. Do đó, cần có thêm những chương trình tuyên truyền cụ thể, hiệu quả hơn để đưa những quy định, cách ứng xử phù hợp cho người dân. Bài viết cho rằng các bạn trẻ cần được tạo thói quen ứng xử từ trên ghế nhà trường. Trường đại học có những bộ quy tắc ứng xử riêng, cơ quan, doanh nghiệp cũng vậy. Từ những điều như thế, những hành vi thiếu chuẩn mực đã sớm bị loại trừ.